Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học kinh doanh chứng khoán của Công Hoàng. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét lại những cái cổ phiếu mà đã lựa chọn ở giai đoạn trước đây, cũng như là tìm kiếm những cổ phiếu tiềm năng xuất hiện trong ngày 6 tháng 2. Và trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta đã phân tích rất nhiều cổ phiếu tốt và theo các cái ngày xuất hiện của nó. Và ở đây thì mình có làm cái bảng như thế này. Các bạn có thể thấy là ở cái tuần cuối cùng vừa rồi ấy, thì tất cả các cổ phiếu đều có cái điểm mua. Ví dụ như là đề nghị mua giá tại 15,8 đến ngày 10 đến 16 ấy, thì sang đến ngày 29 là có thể mua được ở giá này, và mình đang để ở đây là giá cao nhất của trong cái điều kiện này. Và ví dụ mã IPA thì đã vượt 15, mua ở 15,1 ấy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem xét là những cái cổ phiếu này hiện tại thì nó cần phải thay đổi gì. Với mức quản trị vốn 2% dừng lỗ cho những cái điểm dừng lỗ này thì bạn sẽ không thể mua được tất cả các cổ phiếu và cần phải bỏ ra 280.000 trên tài khoản. Mà để mua hết thì bạn chỉ có thể cân đối vốn bằng 0,7% thôi, và trong trường hợp đấy thì bạn sẽ có lợi nhuận 5,83% tính đến thời điểm hiện tại kể từ mã mua đầu tiên. Đó, mua tất cả số này thì bạn với quản trị vốn 0,7% một mã, dừng lỗ một mã thì bạn sẽ được 5,83% lợi nhuận. Đó, thế thì ở đây mình sẽ xem xét những cái mã mà có tưởng mức cái chênh lệch nó trên 5%. Trong mức cái chênh lệch trên 5% thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là những cái mã này thì chúng ta cần phải có lưu ý gì nhá. Đầu tiên là với mã VDS này. VDS thì mình thấy rằng là cái xu hướng giá của nó không còn mạnh mẽ nữa, nó cần một đợt điều chỉnh. Thì cái giai đoạn này các bạn hoàn toàn có thể thoát ra được rồi nhá. Tạm thời thoát ra để chờ điều chỉnh xong chúng ta sẽ vào mua tiếp. Đó, hoặc là các bạn liều hơn thì bạn dừng lỗ tại điểm 11,3. Dừng lỗ tuyệt đối ở 11,3. Đấy. Thì theo mình thì tốt nhất vẫn là nên thoát ra thôi. Thì mình sẽ xem đây. Đối với mã ORS thì sao? Mã ORS này nó cũng được khác với VDS ở chỗ là các cái lực cầu này. Các cái lực cầu phiên tăng giá mạnh là nó đẩy rất rất tốt, đẩy rất tốt luôn. Hoàn toàn có thể đẩy được. Không giống như VDS. Tuy nhiên là dù vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể nâng dừng lỗ lên 13,7. Nâng dừng lỗ lên 13,7 nhá. Đừng biến khoản lợi nhuận thành thua lỗ. Và tiếp theo là BCG. BCG thì mình đã xem xét rồi và nó sẽ nâng dừng lỗ lên 9, thì các bạn có thể mở biểu đồ ra và tự tìm hiểu nhé. THG này, THG đây, THG thì nó cũng chưa có thay đổi gì nhiều. Hiện tại thì cũng chưa thể nâng dừng lỗ lên được 46,5, chưa thể nhé, vẫn dừng lỗ cũ thôi. Đó, hiện tại vẫn là mã này chỉ đang xem xét thôi. Mã APS thì sao? Bán vào phiên giao dịch tiếp theo. Đối với mã FCN, FCN thì nâng dừng lỗ lên 13,8 và dừng lời ở 17,1 nhé. TCI thì ra, TCI nâng dừng lỗ lên giá trị. Đối với mã IPA thì là IPA hơi đặc biệt chút. Đây, có thể thấy là đây là cái điểm mà mình khuyến nghị mua vào khi nó vượt và mua ở 15,1 đúng không? Thì ngay trong T cộng 2,5 đấy thì mình đã có một cái video short về việc là nên bán một nửa ở phiên giao dịch tiếp theo. Thì có thể là nhiều người sẽ không bán và mình cũng sẽ coi như là chưa bán nhé. Thì bây giờ có hai phương án, một là bạn nâng dừng lỗ hết lên 16,3, hai là bạn bán một nửa vào phiên tiếp theo và một nửa vẫn dừng lỗ ở 16,3. Thì cái phương án thứ hai là phương án an toàn hơn, nhưng mà trong trường hợp giá nó vượt được 17,6 thì lại tăng rất mạnh nhé. Thế nên là chúng ta sẽ tùy các bạn lựa chọn thôi. Còn ở đây thì mình sẽ đặt là nâng dừng lỗ lên 16,3 để tính có một cái bảng tính nó dễ. Đó, thì những cái mã còn lại thì chưa có sự thay đổi biên độ gì lớn, dưới vẫn dưới 5% nên là không cần phải xem xét gì nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến phần 2, đây là các cổ phiếu tốt xuất hiện trong ngày 2 tháng 6. Thì thực ra lúc nãy là mình, tại vì mình cũng là do mình quên chưa quay video nên là ở đây nó sẽ có mã CII. CII thì mình đề nghị mua ở giá 18,2, tức là giá hiện tại. Giá hiện tại nếu phiên ngày mai mua được thì có thể mua được ở giá này và dừng lỗ ở mức 16,9. Còn nếu mà không mua được giá này thì bỏ qua nhé. Rồi, đó là tất cả những gì của ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ nhé.